Ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Kính chào quý ông bà anh chị em rất thân mến. Hôm nay chúng ta cùng với giáo hội bước vào tuần thứ ba của mùa Phục Sinh. Phục vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy trở nên những nhân chứng cho Đức Kitô Phục Sinh, những nhân chứng của Đức Kitô Phục Sinh biết đón nhận và kể cả chấp nhận những thách đố, bởi vì mỗi chúng ta cũng đều là những người được loan truyền, được mời gọi sống nhân chứng của đức tin. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết can trường và chấp nhận, đón nhận những khó khăn và thách đố, để rồi chúng ta biết rao giảng về một Đức Kitô Phục Sinh qua chính đời sống thường nhật của mình. Với tất cả những tâm tình và ý nguyện chúng ta dâng lên Chúa trong thánh lễ này, chúng ta cầu bình an cho giáo xứ, cho gia đình, cho con em của chúng ta và cho bản thân của chúng ta nữa. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Trên các tầng trời là bình an nơi thế cho người thiện tâm, chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con ở đây Chúa, chúng con Chúa là đấng thánh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con tươi trẻ lại và chan chứa niềm vui vì được làm ở con Chúa. Xin cho chúng con hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban và nắm chắc hy vọng được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài chức sách công vụ tông đồ. Hôm ấy, ông Phêrô lên tiếng nói với dân chúng rằng: Thưa đồng bào Israel, Thiên Chúa của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, Thiên Chúa của cha ông chúng ta, đã tôn vinh tôi chung của người là Đức Giêsu, đấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quân Phi-la-tô. Dù quan ấy xét là phải tha, anh em đã chối bỏ đấng thánh và đấng công chính mà lại xin ân xá cho một tên sát nhân. Anh em đã giết đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Về điều này, chúng tôi xin làm chứng. Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em. Nhưng như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều người dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước, đó là đấng Kitô của người phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa để người xóa bỏ tội lỗi cho anh em. Đó là lời Chúa. Bài chức thư thứ nhất của Thánh Gioan tông đồ. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi viết cho anh em những điều này để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội thì chúng ta có một đấng bảo trợ trước mặt Chúa Cha, đó là Đức Giêsu Kitô, đấng công chính. Chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta. Không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa. Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa
đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người. Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. Còn hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: Bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói: Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà, cứ rờ xem mà đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: Ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng, Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi Người bảo: Khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh, và Người nói: Có lời kinh thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là những nhân chứng về những điều này. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội cho chúng ta lắng nghe tin mừng của Luca. Đây là phần tiếp theo của tường thuật về việc hai môn đệ trở về làng Emmaus. Ngày hôm nay khảo cổ học tìm mọi cách nghiên cứu cũng như là đào bới tìm kiếm xem cái ngôi làng Emmaus ở chỗ nào. Chúng ta không cần dựa vào các chứng cứ của các khảo cổ học, nhưng với niềm tin của Kitô giáo, chúng ta tin rằng bởi vì trong Kinh Thánh đã được chép lại và tin mừng của Luca đã cố gắng trình bày về một Đức Kitô phục sinh trong cuốn tin mừng của ông và rồi cả trong sách Công vụ Tông đồ. Tác giả nhấn mạnh vào việc tin mừng của Ngài trình bày về một Đức Giêsu Kitô phục sinh, một người thầy, và trong đó có các môn đệ, những môn đệ đi theo Đức Giêsu, và họ tưởng rằng với cái mộng vàng của mình thì khi Chúa Giêsu giải phóng dân tộc của họ khi vào thành Jerusalem, và họ cũng sẽ được lãnh nhận các chức vụ khác nhau dưới con mắt của người đời. Thế nhưng cái mộng vàng của họ bị tan vỡ khi một Đức Giêsu uy quyền, Người rao giảng, Người làm phép lạ. Thế nhưng rồi cái chết tức tưởi trên thập giá, bắt đầu sự phân rã của các nhóm
đầu tiên là các môn đệ, rồi kể cả các tông đồ thân tín của Chúa Giêsu. Và tâm trạng của các ông trở về quê hương cũng là tâm trạng của một số các môn đệ khác rời bỏ cộng đoàn của mình. Nhấn mạnh vào đoạn tin mừng các môn đệ trở về làng Emmaus, trong đó có một môn đệ nói đến tên là Cleopas, còn một môn đệ kia thì không có tên. Có những độc giả cho rằng người môn đệ không có tên kia có lẽ chính là Luca, nhưng một nhà thần học khác thì nói rằng người môn đệ kia không có tên, đó chính là hình ảnh của mỗi Kitô hữu của chúng ta trong mọi thời đại. Bởi lẽ mỗi khi chúng ta gặp những thách đố của cuộc đời, khi chúng ta mất niềm tin vào Đức Kitô, hoặc là cuộc sống của chúng ta không còn định hướng một cách rõ ràng, thì chúng ta rơi vào khủng hoảng. Và rơi vào khủng hoảng rồi, con người lại tự chìm đắm mình trong những thách đố, trong những khó khăn mà không cố gắng vượt ra khỏi những khó khăn ấy. Thế cho nên như dòng sông, để cho những khó khăn và thách đố dìm đắm mình dưới dòng sông, trôi đi một cách vô hư. Thế nhưng chính lúc đó thì Đức Kitô phục sinh đã hiện ra và đồng hành với họ trên đường Emmaus. Và điều gì đã làm cho các ông bừng tỉnh? Thưa, bởi lẽ họ nhìn nhận Chúa Giêsu như những con người mà ngày hôm nay, kể cả trong thời đại của chúng ta, nhiều người nghĩ rằng Đức Giêsu cũng chỉ như các vĩ nhân, những anh hùng khác, và chấp nhận cái chết như bao người. Thế nhưng chính Chúa Giêsu đã gợi mở cho các ông bằng cách là Ngài làm chứng chính về Ngài, bằng cách Ngài sử dụng chính Kinh Thánh, đầu tiên là trong sách luật, trong sách của Mô-xê, rồi các thánh vịnh, và Ngài làm chứng dần dần về con người của Ngài. Và cái kết thúc là hình ảnh bẻ bánh thân thương. Và các ông đã nhận ra, tin mừng của Luca nói rằng khi một người đồng hành với các ông, mắt của các ông còn bị che khuất, các ông không nhận ra người bộ hành đó là ai. Chỉ khi họ nhìn thấy Chúa Giêsu bẻ bánh, họ mới nhận ra chính là thầy của mình. Và như một thông điệp là hãy đi loan báo cho các anh em của mình là Đức Giêsu đã sống lại, Đức Kitô đã phục sinh. Và họ trở lại Jerusalem để loan cái tin vui ấy cho anh em của mình. Thế nhưng trong số đó cũng có người tin và có người không tin. Và đang khi các ông đang trình bày lại những cảm xúc của các ông khi được nghe Chúa Giêsu dùng Kinh Thánh để giải thích về Ngài, thì Chúa Giêsu lại hiện ra ở giữa các ông. Ở đây Luca lại trình bày cho chúng ta một khái niệm quan trọng nữa, rằng Đức Kitô phục sinh hiện ra không phải với thân xác trước đây, mà Đức Kitô phục sinh hiện ra, thân xác của Ngài không còn bị ảnh hưởng bởi thời gian và không gian, nghĩa là không còn lệ thuộc vào vật chất ở trong thế gian này nữa. Thế nhưng để minh chứng cho rằng chính Thầy là Đức Giêsu, trước khi chịu đóng đinh và ngay kể cả đóng đinh trên thập giá, bằng cách Ngài đã để cơ thể của Ngài để cho các ông được đụng chạm đến. Tin mừng của Luca đã đưa ra một động từ rất quan trọng là anh em hãy sờ vào Thầy đây. Nghĩa là nếu mà ma là hồn ma thì không thể có thân xác. Thế nhưng Chúa Giêsu đi đến một quyết định quan trọng nữa, rằng anh em có gì ăn không? Mặc dù Ngài không còn lệ thuộc vào vật chất nơi thế gian này nữa, nhưng Ngài muốn ăn để chứng minh cho các ông rằng đây là một thân xác thực sự. Nhưng Chúa Giêsu muốn lôi kéo các ông và chỉ cho các ông một điều quan trọng, rằng Đức Kitô đã phục sinh. Và đây là niềm vui, khi các ông được lãnh nhận thì ngay lập tức các ông phải làm chứng về Đức Kitô phục sinh cho mọi người. Chính vì vậy, bài tin mừng ngày hôm nay hay phục vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta rằng đầu tiên chính Chúa Giêsu Ngài làm chứng về con người của Ngài dựa vào chính Kinh Thánh, bởi vì dựa vào sách Thánh đã nói rằng một Đấng Mêsia, một Đức Kitô sẽ đến, Ngài phải chịu đau khổ, Ngài phải chịu chết, nhưng ba ngày sau Ngài sẽ sống lại. Rồi các môn đệ được chứng kiến chính Thầy của mình được phục sinh, thì chính các môn đệ cũng phải trở lên những chứng nhân cho Ngài. Trong bài đọc thứ nhất trích trong sách Công vụ Tông đồ, các môn đệ đã rao giảng về một Đức Kitô. Lời chứng của các ông rất mạnh mẽ, rằng chính chúng tôi làm chứng vì những điều mà chúng tôi thấy. Bởi vì chỉ có những người sống và cảm nghiệm được chính Đức Kitô phục sinh thì lời chứng của họ mới có giá trị. Chính vì vậy khi Phêrô và Gioan đã làm một cái phép lạ là cho người què ở ngoài cổng thành được đứng dậy đi lại bình thường, và các ông khẳng định rằng đây không phải là công đức
hay là đời sống đức tin hay là sự đạo hạnh của chúng tôi mà làm cho người anh em của chúng ta được đứng dậy đi lại bình thường. Nhưng đây chính là ân sủng của Đức Kitô phục sinh ban cho anh em. Thế nhưng kèm theo lời rao giảng ấy là lời mời gọi của ăn năn thống hối. Bởi vì chính các ông đã mời gọi những thính giả của mình rằng chính anh em là những người đã lên án, đã kết án và đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá. Thế nhưng Đức Kitô phục sinh, Ngài sẽ ban ơn tha tội nếu chúng ta tin tưởng vào Ngài và thực lòng ăn năn sám hối. Chính vì vậy trong bài đọc thứ hai, trích trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, Ngài mời gọi rằng chỉ có niềm tin vào Đức Kitô thôi thì chưa đủ, mà chúng ta cần phải sống với niềm tin ấy thì chúng ta mới có thể trở nên những môn đệ đích thực của Đức Kitô. Chính vì vậy mà đã có một thời kỳ gọi là thuyết ngộ đạo. Thuyết người đạo đưa ra một khái niệm như thế này: chúng ta chỉ cần biết Đức Kitô, tức là đọc Kinh Thánh, hoặc là học hỏi Đức Kitô như một là một vĩ nhân, như một con người của lịch sử, và chỉ cần biết về giáo lý của Ngài là đủ, tức là đã có ơn cứu độ. Đây là ngộ đạo, tức là hiểu sai về giáo lý. Thứ chúng ta biết về Đức Kitô thôi thì chưa đủ, mà cần phải sống với niềm tin vào Đức Kitô phục sinh. Chính vì vậy mà tác giả của thư thứ hai này, Gioan, đã trình bày: chúng ta biết về Đức Kitô thôi chưa đủ, mà chúng ta phải sống, nghĩa là chúng ta sống chân thành, chúng ta sống bác ái, chúng ta sống yêu thương, sống không gian dối, sống không vì lợi, sống vì mọi anh em, thì đó mới là những tín hữu Kitô thực sự, đó mới có thể được gọi là những nhân chứng của Đức Kitô. Bởi vì nói theo như một giám mục đã nói thế này: chỉ có một số người mới có thể làm chứng cho niềm tin của mình có lời giảng thuyết, nhưng phần lớn những người có thể làm chứng cho Đức Kitô phục sinh qua chính đời sống thường nhật của mình. Có một câu chuyện kể lại thế này: một cậu bé tên là Albert Schweitzer là người Đức. Khi cậu 7 tuổi, cậu đã có một cái đam mê là chơi đàn piano. Thế rồi cậu đã hoàn thành cái ước mơ của mình khi trở thành một tiến sĩ về âm nhạc. Thế nhưng ông đã bắt đầu nghiên cứu về các chủ đề của tôn giáo. Ông không dừng lại chỉ ở lấy cái bằng tiến sĩ về âm nhạc. Ông tiếp tục theo đuổi và học. Thế rồi sau đó ông đã lấy được một bằng tiến sĩ luật và ông làm hiệu trưởng của một trường đại học. Thế nhưng sau mấy năm ông đã xin từ chức cái chức vụ của hiệu trưởng trường đại học ấy và bắt đầu ông lao vào nghiên cứu ngành y khoa. Sau hơn 7 năm kết thúc quá trình học, ông đã trở thành một bác sĩ và với cấp hàm là một tiến sĩ về y khoa. Thế nhưng nhiều người ngạc nhiên rằng trong tay có 3 bằng tiến sĩ nổi tiếng như vậy thì ông sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Thế nhưng ông lại thuyết phục người vợ của mình bán tất cả tài sản, và hai vợ chồng đã sang châu Phi và lập ra ở đó một bệnh viện. Bệnh viện của ông chào đón tất cả những người phong cùi và những người ở đó bị mang một cái căn bệnh kỳ lạ, đó là chứng không bao giờ cần ngủ. Thế rồi chữa trị và ông đào tạo cho rất nhiều các y tá của những người địa phương để giúp đỡ ông phục vụ cho các bệnh nhân. Thế rồi tiền bạc cũng hết và ông quay trở lại châu Âu và sử dụng chính những âm nhạc mà ông đã từng theo học để biểu diễn tại các thành phố lớn. Vé vào cổng, ông sử dụng tiền ấy để mua thuốc tiếp tục chữa trị cho các bệnh nhân. Và ông đưa ra một điều khẳng định rằng tất cả các bệnh nhân tại châu Phi đều là những anh chị em trong đại gia đình Kitô giáo. Và vào 1953, ông đã được lĩnh giải thưởng Nobel, một giải thưởng cao quý. Và ông đã qua đời, và trong cái dòng lịch sử của ông được ghi lại thế này: người con yêu quý đã trở về nhà cha vào năm 1965 và ông thọ 90 tuổi. Cuộc đời của hai ông bà đã là một chứng nhân tuyệt vời, một chứng nhân sống giữa dòng đời, không màng chi đến tiền bạc. Ngay kể cả học hàm học vị cao, nhưng họ đã cúi xuống để phục vụ các bệnh nhân, phục vụ những con người nghèo khổ. Và chính đời sống của hai ông bà đã trở nên chứng nhân tuyệt vời cho Đức Kitô phục sinh. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay giáo hội tiếp tục mời gọi mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân của Đức Kitô phục sinh.
Chứng nhân của Đức Kitô phục sinh đôi khi phải đón nhận và chấp nhận cả những thiệt thòi, những thách đố. Thế nhưng chúng ta có thể tự hào nhìn lại lịch sử giáo hội của Việt Nam, những con người đã dám trung kiên, chấp nhận xa bỏ cả chính gia đình của mình để rồi minh chứng cho đời sống đức tin. Thế nhưng nhìn vào đời sống của các thánh tử đạo và niềm tin của chúng ta ngày hôm nay lãnh nhận, thế cho nên mỗi chúng ta cần phải khẳng định lại và nhìn lại chân giá trị của niềm tin. Chúng ta phải biết ơn các đấng đã đi trước, các đấng đã mang niềm tin Kitô giáo đến với giáo hội Việt Nam. Và chính vì vậy, mỗi chúng ta ngày hôm nay cũng nối tiếp cha ông của mình làm chứng cho Đức Kitô phục sinh, bắt đầu từ chính gia đình của mình, xứ sở của mình, cộng đoàn của mình, để rồi xung quanh anh chị em chúng ta có thể nhận ra chúng ta là gương mặt của một Đức Kitô phục sinh, gương mặt tràn đầy của sức sống, tràn đầy của yêu thương và bác ái. Amen. Tôi tin kinh mộ Thiên Chúa là chân hồn năng đấng sao hàng trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh mộ Chúa Giêsu Kitô con một Thiên Chúa sinh khởi Đức Chúa Cha. Kitô phục sinh nói với tất cả chúng ta, sao anh em lại hốt hoảng? Chính thầy đây mà, luôn tin tưởng vào đấng phục sinh, chúng ta cùng dâng lên người những lời nguyện xin tha thiết chúng ta. Sự sợ hãi có thể hủy diệt mọi sáng kiến của con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hàng giáo sĩ,
cũng như tu sĩ và giáo dân luôn tin tưởng phó thác vào Chúa, để những khó khăn trong công cuộc rao giảng tin mừng không làm bất cứ ai chùn bước và nản lòng. Sự sợ hãi đang ngự trị trên thế giới, cách riêng nơi những nạn nhân chiến tranh và khủng bố, thiên tai và bệnh tật. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho những người đang gặp hoạn nạn biết tin vào nghị lực để vượt thăng mọi tai ương. Sự sợ hãi có thể làm cho con người không còn dám xả thân phục vụ tha nhân. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu luôn tin tưởng và tình thương vào quyền năng của Chúa. Sự sợ hãi có thể cũng đang ngự trị trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, làm ta sợ phải dấn thân theo Chúa, sợ phải đáp ứng những đòi hỏi khắt khe của tin mừng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta xác tin rằng Chúa luôn ở cùng và không ngừng nâng đỡ những ai tin tưởng người. Lạy Chúa Giêsu, chúng con sắp sống lại bữa tiệc ly của Chúa với các môn đệ. Xin Chúa mở mắt tâm hồn chúng con để chúng con có thể nhận ra Chúa hiện diện nơi anh chị em chúng con, cũng như trong mọi biên cố thường ngày. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với thánh cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua Chúa đã ban cho giáo hội được niềm vui khôn tả, giờ đây xin vui lòng chấp nhận của lễ giáo hội đang hoan hỷ dâng lên và ban cho chúng con ở hưởng nhờ hiểu quá là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đã hãy ta ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thanh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người không ngừng hiến thân vì chúng con và luôn làm trang sư binh vực chúng con trước tòa Chúa. Người đã bị sát tê mà không còn chết nữa, dù đã bị giết mà vẫn sống luôn mãi.
Vì thế với niềm hân hoan chưa chăn trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cùng vậy các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nổ mình chịu khổ hình người, cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nổ vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cân chức tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng quang hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giám Quản Giuse, Đức Cha Phụ Ta Lui, Đức Hồng Y Gian Bautista cùng toàn thể hàng giáo xin. Lạy Chúa, xin thương đến những tâm tình ý nguyện chúng con dâng lên Chúa trong thánh lễ này. Chúng con xin tạ ơn. Chúng con xin tạ ơn Chúa. Xin thương đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn Maria, hai linh hồn Anton, Giuse hay Maria và Anna, là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin cho họ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Lạy Chúa, xin thương ban bình an xuống trên giáo xứ, gia đình, con em và mỗi cá nhân của chúng con. Xin Chúa cũng thương đến các bệnh nhân, xin chữa lành cho họ và ban niềm hy vọng cho gia đình của họ. Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con đại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đều lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy chúng ta ra nguyên rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả thân, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Xin quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân của Chúa. Nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã cho tâm hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới. Xin cho cả thân xác yếu hèn của chúng con đây mai sau cũng được sống lại vinh hiển và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.